Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sứ Hiệu. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một ngày ngập tràn niềm vui bên gia đình yêu thương của mình nha. Ngày hôm nay em sẽ có 6 mã sản phẩm và tất cả mã sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay có mức giá đồng giá 250.000. Và tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn được free ship toàn quốc nha mọi người. Về hình thức mua hàng của bên em, số điện thoại đặt hàng em sẽ ghi bên phía phải của góc màn hình. Thông tin của sản phẩm em sẽ ghi bên phía trái của góc màn hình. Thì nếu mọi người muốn đặt hàng thì có thể nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo cho em. Và mọi người gửi giúp em cái mã của sản phẩm, bên em sẽ tiến hành lấy thông tin, đóng gói và ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày, tùy khoảng cách và tùy vùng miền nha mọi người. Tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ được free ship toàn quốc. Không để mất nhiều thời gian nữa, em sẽ vào sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng mã G nha mọi người. Mã G nha. Rồi chúng ta có sản phẩm đầu tiên mã G1. G1 thì chúng ta có một chiếc áo thun cổ bẻ của thương hiệu Lacoste. Một chiếc áo với phối màu đơn giản thôi, với một cái logo của Lacoste ở đây thôi. Con này thì tầm size S. Trên thông số của tag áo thì để size số 5 nha mọi người. Đây size số 5 đây ạ. Con này thì tầm size S thôi. Rồi mã G1 của chúng ta. Dài 59, ngang 54 và vai là 45. Thông số của sản phẩm em sẽ ghi bên phía trái của góc màn hình nha. Chiếc này thì hơi nhỏ. Chiếc này phù hợp với những người có cân nặng từ 55kg đổ lại mặc giúp em nha. 55kg đổ lại mặc chiếc này giúp em nha. Mã G2. G2 thì chúng ta đến với một sản phẩm áo sơ mi. Và chất sơ mi này là chất sơ mi lụa nha mọi người. Nó có một cái độ mềm mịn nhất định nha. Những cái chất liệu như thế này khi mà mọi người mang lên người thì nó sẽ cho lại một cái cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu và nhìn cực kỳ sang nha mọi người. Sản phẩm này thì rất mới, độ mới thì rất cao nha. Mọi người nhìn giúp em này, rất mới luôn ạ. Rồi, mã G2 dài 70, ngang 55, vai 50. Mã G2, một sản phẩm của thương hiệu Salila Valentino. Cái này thì làm bằng chất liệu sơ mi nhưng mà kiểu chất bằng pha lụa nha mọi người. Pha lụa. Nhưng cái chất của nó rất là mềm này, rất là mịn này. Rồi mã G2 giúp em. G3 thì chúng ta có một sản phẩm của thương hiệu Polo Ralph Lauren với một phối màu cũng khá lạ. Con này thì độ mới cũng rất cao. Đây, em zoom cận cảnh cái độ mới của chiếc áo cho mọi người xem nha. Tất nhiên rồi, nó hơi nhăn một chút nhưng mà trước khi ship hàng tới tay của mọi người thì bên em sẽ xử lý lại một lần cho cái sản phẩm nó chỉnh chu nhất có thể nha. Bởi vì những cái sản phẩm như thế này nó ép ở một cái kiện tầm 2 đến 300 sản phẩm trong một thời gian khá là lâu nên cái thời gian phục hồi của vải thì nó cần thời gian nha mọi người. Nhưng mà con này em bao độ mới cho mọi người. Cái này thì là ra thôi nha mọi người. Là vàng thôi. Chất liệu của cái thương hiệu lớn như thế này thì mọi người khỏi phải lo về cái chất lượng nha. Polo Ralph Lauren. Có một cái logo của thương hiệu được thêu ở đây thôi. Con này thì phối màu kẻ vàng, trắng, đen. Con này thì độ mới rất cao nha. Con này độ mới khá cao đấy. Mã G3 giúp em. G4, chúng ta tiếp tục có một sản phẩm của thương hiệu Polo Ralph Lauren. Con này thì phối màu nó sáng hơn một chút, phối màu trắng xanh. Logo của Polo được thêu ở đây. Tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đều là sản phẩm chính hãng nha mọi người. Em bao chính hãng trọn đời cho mọi người luôn. Mã G4 dài 75, ngang 50 và vai 45. Thiết kế cũng đơn giản như thế này thôi, có một cái logo được thêu ở đây. Mọi người không cần phải bỏ ra tiền triệu để sở hữu một cái sản phẩm áo hiệu như thế này, chỉ với 250.000 thôi. Mọi người nhận lại một cái sản phẩm với độ mới tương đối cao và tất nhiên nó là hàng chính hãng nha. Tiết kiệm được tiền bạc và mọi người vẫn được trải nghiệm những cái sản phẩm cao cấp như thế này, chỉ với giá 250.000 mà thôi. Mã G4 dài 75, ngang 50, vai 45. Tiếp theo chúng ta có mã G5.
chúng ta có một sản phẩm cũng của thương hiệu Polo rất lâu rồi. Cũng có logo theo ở đây. Những con sơ mi này thì nó thiết kế đơn giản thôi. Thiết kế đơn giản thôi. Đây, độ mới của sản phẩm này. Mã G5, dài 75, ngang 57, và vai là 53. Mọi người khi mua hàng thì chỉ cần chú ý đến những cái thông số mà em cung cấp cho mọi người nha. Em sẽ ghi bên phía trái của góc màn hình. Em sẽ hạn chế đọc size của áo nha. Bởi vì như tất cả các video em đã nói rồi, size của châu Âu và size của châu Á nó hoàn toàn khác nhau nha. Nó chênh nhau rất là nhiều. Mọi người đừng quan tâm về cái size nó ghi ở trên áo. Mọi người hãy chỉ quan tâm tới những cái thông số mà em cung cấp cho mọi người thôi. Ví dụ như chiều dài của áo này, chiều ngang của áo này, và chiều rộng của vai. Đấy là cái cách đơn giản và hiệu quả nhất để mọi người có thể tìm được một cái sản phẩm mà nó phù hợp với cơ thể nhé. Những cái sản phẩm như thế này thì trước khi giao tới tay mọi người, em sẽ là lại, em sẽ xử lý lại một lần để cho nó phẳng feel nhé. Tiếp theo, sản phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay, mã G6, chúng ta tiếp tục có một sản phẩm của thương hiệu Polo Ralph Lauren. Tem chính hãng của Polo, logo của Polo được thêu ở trước ngực đấy. Con này thì phối màu giống cái màu kem sữa, nhưng mà cái con này size hơi lớn một chút. Chiếc này phù hợp với những người có cân nặng từ 80 cho đến 90kg mặc chiếc này giúp em nhé. 80 cho tới 90kg mặc chiếc này giúp em. Rồi mã G6, dài 80, ngang 65 và vai là 55 nha mọi người. Độ mới cao, không lỗi lầm và nó là hàng hiệu chính hãng 100%. Mọi người nếu phát hiện ra những cái sản phẩm này là hàng nhái, hàng fake, em tặng áo cho mọi người luôn. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Thì mọi người mua hàng thì hãy nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo với cái số hotline em đã ghi bên phía phải của góc màn hình đây. Mọi người gửi giúp em cái mã sản phẩm. Em sẽ tiến hành lấy thông tin, đóng gói và ship hàng cho mọi người đi trong ngày luôn. Tất cả sản phẩm của bên em đều không thu ship, không thu cặp của khách hàng. Mọi người khi nhận hàng, hãy mở hàng ra, kiểm tra hàng giúp em và thử hàng giúp em trước khi thanh toán cho shipper nha. Và rồi, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui nha. Nếu mọi người thấy thích những cái sản phẩm của bên em thì hãy giúp em một lượt đăng ký kênh nha. Để có thể săn được những cái món hàng hiệu mà nó đẹp và giá rẻ nhất nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ.